thấy chăng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới. Gió thơm hương đêm về quanh khu nhà tôi mới cất xong chiều qua. Tôi đứng trên tầng gác thật cao, nhìn ra chân trời xa xa. Từ bao mái nhà đèn hoa sáng ngời, bầu trời thêm vào muôn vì sao sáng. Tôi ngắm bao gia đình lửa ấm
tình yêu, nghe máu trong tim hòa niềm vui, lâng lâng lời ca. Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi, nhiều tổ ấm sông vui tình lứa đôi. Lòng anh những thấy càng thương nhớ em, dù xa nhau trọn ngày đêm. Anh càng yêu em càng hăng say, xây cho nhà cao cao bay. Ôi xinh đẹp tổ quốc của ta, anh lắng nghe bao lời ân ái, những bài tình ca. Anh hằng tha thiết ước mong ngày mai anh sẽ đi về khắp làng quê, xây những ngôi nhà tương lai. Dòng sông mát xanh chảy quanh phố phường, và nhiều công trường xây niềm vui mới. Khi bóng đêm trở về rực ánh đèn lên, anh thấy như muôn ngàn vì sao thều trong đêm tối. Em ơi, tuy giờ đây hai miền còn cách xa, niềm chia cắt thắt đau lòng chúng ta, nhưng không thể xóa được hình bóng em, dù xa nhau trọn ngày đêm. Anh càng yêu em càng hăng say, xây cho nhà cao cao bay. Ôi xinh đẹp tổ quốc của ta, anh lắng nghe bao lời ân ái, những bài tình ca. Xây giữa con đường quen thuộc, giữa con đường tan trường em đi qua. Người gò xây thân người nồng mùi gạch, trong tâm hồn trong sạch, sạch trong như bầu trời. Người gò xây có đôi bàn tay khỏe, như tuổi em còn trẻ, như đời không mây che. Bắt tay anh gò xây thấy bề dày sự sống, bắt tay anh thở xây thấy độ sâu của nắng, bắt tay anh thở xây thấy tầm cao của tường, bắt tay anh thở xây thấy bình đà tình thương.
người thợ xây giữa con đường quen thuộc, giữa con đường tan trường em đi qua. Người thợ xây thân người nồng mùi gạch trong tâm hồn trong sạch, sạch trong như bầu trời. Người thợ xây có đôi bàn tay khỏe như tuổi em còn trẻ, như đời không mây che. Bắt tay anh thợ xây thấy bề dày sửa súng, bắt tay anh thợ xây thấy đổ xô của móng, bắt tay anh thợ xây thấy tầng cao của tường, bắt tay anh thợ xây thấy đậm đà tình thương. Xây giữa con đường quen thuộc, giữa con đường tan trường em đi qua. Người thợ xây thân người nồng mùi gạch trong tâm hồn trong sạch, sạch trong như bầu trời. Người thợ xây có đôi bàn tay khỏe như tuổi em còn trẻ, như đời không mây che. Bắt tay anh thợ xây thấy bề dày sửa sống, bắt tay anh thợ xây thấy đổ sâu của mình, bắt tay anh thợ xây thấy tầm cao của tường, bắt tay anh thợ xây thấy đậm đà tình thương. Vai sánh vai trên công trường.
xanh vườn ống khói sân sang khắp nơi nơi. Xua tan những nghèo đói, xua tan những lầm than, mẹ cha vẫn ước mơ, ngàn đời vẫn ước mơ. Chỉ gió sương vẫn vừng lòng, tình yêu đang rẽ sông để tô thắm lòng sông. Nhớ ghi mãi lời bác, trái tim mãi hồng tươi, để thay những lứa đôi vì quê hương mến yêu. Nào đi ta đi lên dừng xây quê hương ta bừng sáng. Ông thì xây nhà mà đàn bà thì xây phở ấm, và như vậy là đã đến giờ chúng ta cùng tổ chức nghi thức trang trọng nhất việc mừng tân gia, hay còn được gọi về ở nhà mới của gia đình anh chị Mami Group trong buổi trưa ngày hôm nay. Vì vậy xin được trân trọng với mời toàn thể chúng ta cùng dành ít phút và hướng về sân khấu để cho về lễ trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin phép được bắt đầu. Và lần đầu tiên thì một lần xin được theo lời cho gia chủ chúng ta là gia đình anh chị Mami Group, cũng xin được theo lời cho dịch vụ nấu ăn diễn đám đến với chúng ta từ địa chỉ km 12 Sái Tu, thành phố Ban Mê Thuột, cùng với anh em ban nhạc Alan đến từ Buôn Cô Tam, Sái Tu, thành phố Ban Mê Thuột. Xin được gửi đến toàn thể quý vị khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay một lời kính chúc sức khỏe và một lời chào thân thương nhất. Thắc mắc cái chặt xem vì tô bồn ta hồng chỉ chàng gặp đưa nơi phù vắt cái phùng mệt khoa oam đuốt mà mình này phong là nền dòng mai tay thì hàng người này. Sẵn em có lưu tần lâu của chàng Việt La cơ bộ gọi sang dòng mai em cộng chiên quầy hợp mát thì hàng người này. Chẳng ni lấy chắc cái gì chẳng gặp dư nơi phù rai phùy bạp bực ma đang dạy xuân bạp bực ma nà bạp hệ xu tuyên kiên cuốn huyền muôn vật ba quầy hợp mát quầy hạch mươi thì rùi đi tục sang rau cái dạng rồi này. Sẵn gặp dư nơi phù rai đừng đạn lại lâu đi a xếp nạp mươi rên tục tiệp thì rộng lặn này tuyên kra sa bạp phước sa bạp sang ảnh anh dình yêu hơn cái gì chẳng gặp dư nơi phù bạp xích nít rai tục tiệp thì rộng lặn này lũ lại lệch lan rai gần gào. Nên nhé, được một lời lệch lan để gửi tất cho bộ ngã hoa là phê bê xếp và tiêu vị đi để đề lạch. Rắn tiếp bộ sang dòng mai này ở tâm thun kiên cốm là nền gửi tất lòng tay mạ bộ tòa cho ủng hộ đi nhu. Nên nhé, trong rạng này tùy anh kia lấy sắp sang xếp, sắp sang giác bước tự nhiên lại găng sang lệch băng, riêng băng lệch xếp. Nên nhé, tùy anh hồi này chàng hình thầm đó là nền yêu thâu của chí chàng gặp người đây là bộ sang nhôm ít lệ hồng ra đàm tạ là hồng lệch lụ chàng yêu đây để chuyên hợp mát và một gọi sang để nhu bây giờ là vì nhìn đình ra lại sẽ bỏ sang xem sẽ bỏ sang rau. Và kính thưa toàn thể quý vị, cuộc sống của chúng ta thì có rất là nhiều sự kiện quan trọng, mà bên cạnh đó việc xây dựng nhà cửa thì được khởi đầu cho một cuộc sống ấm no hạnh phúc và lâu dài. Bởi vì mỗi chúng ta còn tồn tại trên cõi đất này là một tế bào của xã hội, vì vậy muốn cho cơ thể của toàn xã hội được khỏe mạnh thì chúng ta cần phải có nhiều gia đình phát triển bền vững ổn định và lâu dài. Nhưng quả thật để làm được điều này thì không phải là một điều dễ dàng, có an cư mới lạc nghiệp. Và kính thưa quý vị, để làm được điều đó thì chúng ta cũng phải trải qua sóng gió khó khăn trong cuộc sống. Người xưa có câu, tậu trâu hỏi vợ làm nhà, và trong ba việc đó việc nào cũng to. Tậu trâu tức là chúng ta cùng chọn cho mình một công việc phù hợp để cùng nuôi sống gia đình, nuôi sống bản thân. Làm nhà đó là khoảnh khắc rất là tuyệt vời, biết bao mơ ước của bấy lâu nay mà cùng đạt được. Còn làm vợ đó là một ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của chúng ta, là ngày hạnh phúc lên ngôi và ngày tình yêu lứa đôi. Và gia đình anh chị Mami Group sau bao nhiêu năm tháng lao động và dành dụng được thì đến ngày hôm nay gia đình anh chị đã cùng cất lên cho mình một ngôi nhà thật là khang trang và lộng lẫy. Và đây cũng chính là lý do mà toàn thể quý vị cùng tôi có mặt ở nơi đây là để chúng ta cùng chung vui và cùng chúc mừng ngôi nhà mới với gia đình anh chị Mami Group. Vì vậy xin được trân trọng mời toàn thể chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay thật lớn tân âm nhiệt để cùng chúc mừng. Xin được chân thành cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều. Và sau đây sẽ không để tất cả chúng ta phải chờ đợi lâu, xin được trân trọng mời gia chủ cũng là chủ nhân buổi tiệc trong buổi trưa ngày hôm nay, gia đình anh chị Mami Bút sẽ cùng tay trong tay tiến về sân khấu, sẽ cùng ra mắt với tất cả chúng ta
hãy cùng vào đây cùng chung chia niềm vui và cùng chúc mừng ngôi nhà mới cho buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng mời anh chị sẽ cầm tay trong tay cùng tiến về sân khấu. Và chắc chắn rằng cách đây khoảng 15 năm về trước thì gia đình anh chị đã cùng tay trong tay cùng bước đi những bước đi trên đầu tiên của con đường chinh phục tình yêu. Và ngày hôm nay sau bao nhiêu vất vả lo toan cố gắng trong cuộc sống thì một lần nữa gia đình anh chị lại cùng tiến về sân khấu. Nhưng ngày hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời, đó là ngày mừng tân gia của gia đình anh chị. Xin được trân trọng kính mời. Và như vậy là trên sân khấu của chúng ta là gia đình hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay là gia đình anh chị mà mi bút sẽ gặp chuyện để buôn lần thịt luôn này. Hát bác là chẳng hãy quý cơ bộ sang em mai màu quay xa trong sân mây màu quay ra bông đêm đà lo sơ đơn ghi chẳng gặp chuyện để buôn này. Bác ngàn vì ta bị trọng chú mà mi là chắc cái gì chẳng đây thịt luôn này cậu lòng cầu cơ oa mà quên bộ vệ là cơ bộ sang là trọng ai tiên để tên nặng này. Một niềm hạnh phúc lớn lao mà chúng ta cùng dành tặng cho gia đình anh chị Mami Bút và cùng đền đáp lại những tình cảm chân thành mà toàn thể các vị đã cùng dành tặng cho gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây xin mời tất cả chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời tri ân, lời phát biểu của vị đại diện gia đình. Cậu lâm cao cậu oa ma quét sa ma quay lu cao lành tạm tiết hãy mưa dùng phan cái tình trạng gặp vừa đây tình trạng vừa này. Sau đây là hội tổ tụ đi nhắc một ngày tuần này. Lao hình thì tuần ai bút tức là tuần ai ngọc thằng yêu thì giờ một là hấp ác nên đi du là khắp cái châu thằng ác đi du trần kiều bè sân nốt từ mà mi bút gần sẽ có sang trần như hồi nay bài tác nâng cầu việc là từ gọc sang từ hòa tuần này cầu chỉ qua đi dùng tuần hoài á sân cỏ yêu từ hồi tuần ngọc thần chỉnh toàn đơn của yêu và chẳng biết sắp chơn mà hồng di giang gặp bên đuôi đuôi phun để mò bụng ta cả nhà xài lầy hấp bát tí ít tí tú lui di giang bắc quốc bắc ma bắc đàn xa yết ya xuân về ôn nước chân đi lui di giang mông dương thăng nâng chân đi ba lầy hấp bát hồng gõ sang để mị mạ bút để cho mò sập bò sàn mau tí mò cái hấp mắt sàn mau đi đi càng gặp kia đây rè măng cái quy chế mò quanh cái quậy chế cái quậy măng sàn đi tùy tu chun á hồng hòa cái tay này cái hấp nâng cái mát nâng thì hơi tâm này sàn mày mà mong nâng chắc hình tiêu hợp tư vít lại chắc mắt gặp bên người người phụ thì chun á hồng hòa tay này nó sẽ bị đừng cầu phết sắp chân hồng chi chăng gặp đôi người phụ là bỏ bộ ta thôn này thôn đại bỏ đo phụ đoa sân như bỏ tập ăn năn ở đốt bé thôn này nhiều chi hả ở đốt lâu năn hơn ít mươi cái tay thì bỏ lại xe ra lại hạ nhún làm lại ta băng vấn ích đầy răng thì lúc lại màn rất tiếp để ta bị miệng nào làm sân này thay chăng cái tay tí mau lại xe ra hấp mặt đập bên nào thế đập thôn hàng nàng thôn ba xem này thì hồng thị oa tới này thì nhu sang lăng thức sang thì nhu đốc bước thì nàng sang đắp hồng cây hợp áp hồng cuồn sang hồng là chắc cái di trang thì lâu không chứ ít mươi di trang đây để băng đèn năm hồng cây đắp bên nàng thì rồi tháng này để mọc lại chắc chắc đâu thì là chắc cái di trang là chắc được cổ vừa thăm hồng tập điện này. Chị Trang gặp đôi đẹp phát ngàn thêm hả? Quý vị vừa lắng nghe những lời tri ân, lời phát biểu rất là tuyệt vời của bác Mô Quét là vị đại diện của gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay và xin được chân thành cảm ơn bác rất là nhiều. Cùng tiếp tục với chương trình, xin mời gia đình anh chị sẽ cùng tiến về thắp bánh, sẽ cùng tay trong tay cùng săn sẻ chiếc bánh mừng tân gia để cùng khai tiệc với tất cả các vị quan khách vui đã cùng có mặt ở nơi đây. Và xin mời anh chị sẽ cùng tay trong tay cùng san sẻ lên chiếc bánh tân gia. Thật là hạnh phúc và thật là tuyệt vời. Và chắc chắn rằng trước đây anh chị đã cùng từng tay trong tay cùng san sẻ lên chiếc bánh. Nhưng chiếc bánh đó là chiếc bánh cưới thật là ngọt ngào và thật là hạnh phúc. Và ngày hôm nay chiếc bánh tân gia đã được anh chị tay trong tay cùng san sẻ. Và đó là điều tuyệt vời, là điều hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay.
sreng aik mui ti pegoh sang yong mai mananau klai swa tal sem lai mananau klai hak ma klai nan ka bang yun dan atun nai atun dai phak hen te tun nap am ni lejak ka jing jang kap yui nai đến cùng tiếp tục với chương trình xin được trân trọng các mời toàn thể quý vị ở phía dưới chúng ta cùng chuẩn bị lên cho mình những ly bia, những ly nước ngọt và Ma Luân sẽ là nhịp cầu nối sẽ đưa toàn thể đến gần hơn với gia đình hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin chào các tiên em buôn represent đi luôn nào ạ. Xin mời toàn thể các vị chuẩn bị ạ. 1, 2, 3 xin được chúc mừng và xin được kính chúc cho gia đình anh chị luôn luôn dồi dào sức khỏe. Xin được chân thành cảm ơn rất là nhiều. Và sau đây xin mời toàn thể quý vị là có món quà cùng dành tặng cho gia đình anh chị nhân dịp mừng Tân Giang trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì xin mời toàn thể chúng ta hãy cùng chuẩn bị những phần quà của mình và cùng trở về sân khấu. Tiết luôn nay gặp vui nuôi vui mà mình nè prong đã dòng mai đây. Các em mong nâng đục nhớ được dòng mai thôi đi được xăm rau dạng hồi nay. Còn lại một câu cái đây là prap miết nâng nhớ đã bệnh tịch nâng lên. Đêm nay ta chung tay bên nhau, men rượu ấm nung nan, và để bao nhiêu con tim thao thức đêm thâu. Tình yêu cao nguyên dâng cao trong ta, dần xóa tan đi muộn phiền, cho dòng suối mã hòa khúc ấy đây nồng nàn. Ngọn gió hãy lắng tai nghe, rừng núi hướng về nơi đây. Trời cao nguyên đất sông lấp lánh, soi mặt em thơ sáng ngời, và thấp thoáng kia dáng nhà sàn lửa sáng lung linh. Ngàn thông xanh vi vu reo vui đón những người con về đây, sống vòng tay cùng hòa lời ca. Đàn chim cao nguyên nơi tung cánh, trên trời cao mây trong ngát xanh, những cánh hoa xinh mimosa rực trong nắng chiều. Ngọn vượt ngàn phong ba bao sông, bấy lâu từng nguyệt ước vươn xa. Trời cao nguyên đắp sao lấp lánh, soi mặt em thơ sáng ngời, và thấp thoáng kia dáng nhà sàn lửa sáng lung linh. Ngàn thông xanh vi vu reo vui đón những người con về đây, rộng vòng tay cùng hòa lời ca. Tiếng thân yêu ai đêm nay ta cùng nắm tay nhau, và để bao nhiêu con tim thao thức đêm thâu. Tình yêu cao nguyên dâng cao trong ta, dần xóa tan đi muộn phiền, cho dòng suối mát hòa khúc ấy đây nồng nàn. Ngọn gió hãy lắng tai nghe, rừng núi hướng về nơi đây. Trời cao nguyên đất sao lấp lánh, soi mặt em thơ sáng ngời, và thấp thoáng kia sáng đã sáng lửa sáng lung linh.
ngàn thong xanh với vô sao vui đón những người con về đây rộng vòng tay cùng hoa lời ca. Đàn chim cao nguyên nơi tung cánh cho trời cao mây trong ngát xanh, những cánh hoa xinh mimosa rực trong nắng chiều. Ngọn lan kian ơi đã bao năm từng vượt ngàn phong ba bao sông, bấy lâu từng nguyện ước vươn xa. Và trời cao nguyện đêm sao lấp lánh soi mà đêm thơ sáng ngời, và thấp thoáng kia sáng nhà sàn được sáng lung linh. Oh, oh. Ngàn thông xanh vi vu sẽ vui đón những người con về đây rộng vòng tay cùng hoa lời ca. Tình yêu không là mơ.
Thank you.
Oh,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
I feel you creeping up
Thank you.
xoang ngày hồi vơi ngất ngơ trẻ siêu cần nay em hãy về bên ơi với xuân cao nguyên. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không ngày nắng mưa, có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Ở nơi ấy đàn dê trắng nhớ nhớ quanh đồi, một mái tranh nghèo, một nhà sàn đơn sơ. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên bình, ai nghèo cũng có cây đàn cha phi. Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đóng đầy một người rắt lấy. Ôi ngày tháng đôi vai gầy run run tựa vào hàng cây. Ôi thời gian hãy quên đi đôi chân không cành, cha đi giữa rừng hoang vu. Tình chân thì đôi hàng cây, đôi tóc bạc tựa trắng son. Cả cuộc đời và cả một đời, đôi chân đôi chân đôi chân quý vị tin tiền bỏ tay à, xin cảm ơn ạ. Em đẹp thế Pleiku ơi, Pleiku ơi, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi. Pleiku ơi, không dám nhìn vào đôi mắt ơi, đôi mắt Pleiku biển hồ đây. Có hàng không xanh trong đôi mắt đây, có dòng sê san trong đôi mắt đây, có hương rượu cần say men, có ngọn lửa nào đang nhen chơi vơi. Em đẹp thế vậy cô ơi, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi. Pleiku, Pleiku ơi, không dám nhìn vào đôi mắt ơi, Pleiku, Pleiku ơi, đôi mắt Pleiku biển hồ đây. Gặp lại em mùa mưa con đường xưa đây rồi, gặp lại em nhịp chiêng trẻ sự nghênh đêm mây. Ánh mắt ấy tiếng nói ấy thương thương hoài, gió thế đấy nắng thế đấy không vơi đầy. Lời chào như xưa, nụ cười như xưa, nhịp vui đúng đưa vẫn như ngày nào. Ta yêu nhau thì vượt ma thuật, hư hạ, hư hạ, hư hạ. Ta yêu nhau thì vượt ma thuật, hư hạ, hư hạ, hư hạ. Em cao nguyên huyền thoại, em cao nguyên cỏ dại, một cao nguyên ở trong tôi, vừa thật gần vừa xa xôi. Có cây nắng, có cây gió, có nơi nhớ không mang tên, không mang tên người ơi. Có cây nắng, có cây gió, có nơi nhớ không mang tên, không mang tên người ơi. Đến với cao nguyên, mùa xuân sang, mây mang chiêng cầu, nhà đông vui đến với núi rừng, cùng tiếng gõ hoa điệu hờ đi nồng nàn. Đến ngày ngồi vơi, ngây ngất trẻ siêu cầm, này em hãy về ơi, với
xuân cao nguyên.